Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay sao vậy? Đó, 우리 영상 영상 찍을 때 사진 안 했잖아. Vậy đó hả? Ờ giờ chụp hình nha. Nha. Sao chị ăn chị có sợ? Hôm nay Bidreng. Bidreng. Mama có chụp Bidreng nè. Đó cho quên kêu là chụp hình để làm hình nền đó cô chú ơi. Đó, nóng lắm nè con lấy đũa vậy nè. Con lấy đũa gì nè con dơ lên. À bật ta cứ cái gì? Ừ. À cứ cái à, bố lăn nè. Nè, đó. Dơ. Maşkinde. Đó, đẹp. Nè maşkinde. Ồ, đẹp cô chú ơi nhìn Bi nè. Cô chú ơi nhìn Bi kìa. Rồi được chưa? Dạ. Ôi cô bơi. Rồi được chưa? Ừ, dạ. Ừ, đó trời ơi. Bây giờ là không ba mẹ không phải là làm clip nữa mà chơi quên đó mọi người. Quá gành luôn. Cái này hôm nay ăn ăn kiểu nhà nghèo đi mọi người ơi. Gần về Việt Nam rồi cho nên là để dành tiền đi Việt Nam thôi. Cái này là mì tương đen mà cái loại mì gói ăn liền mọi người. Đó. Thì cái này là chồng ba chai quên làm 5 gói, nấu 5 gói. Với lại ăn kèm với trứng. Bi thì chiên nó chín còn này nó hơi sống sống. Mẹ ơi nè. Mẹ ơi nè. Ừ con ăn đi. Con sẽ một test. Nè để mẹ ấy ra nè. Dẻ ra cho con nghe. Con ăn đi con đừng có cuộn cuộn lại. Ăn bình thường đi. Ăn đi spaghetti. Thôi ăn bình thường đi. Ừ đó. Mời cô chú ăn cùng. Nè Bi mời cô chú ăn cùng đi. Con có rồi. Rồi ăn cùng mình mọi người ơi. Cũng ngon mọi người. Ăn chút sữa. Nào uống nước đi. Ngày nào cũng ăn vậy là nhanh giàu lắm nè. Phải trăng gạo cho nên là mẹ mạnh đi mua rồi. Ba của Châu Anh nói là trước khi Việt Nam là phải ăn thật là nhiều mì vô. Có bị tinh đen vậy á? Hôm nay có ăn mì lương ghen. Má ban ngày kia bị tinh đen bột bằng. Mì lương ghen bột bằng. Ít đây mà. Mẹ đẩy ghế sát sát vô cho con nha. Thân lưng đây á. Thân ngồi ngồi xa vậy. Ừ đó dễ ăn rồi nè. Mì tương đen mà mua ở siêu thị mì cái loại ăn liền á thì là nó hơi nhẫn nhẫn hơn cái loại mình ăn ở quán mọi người. Giống như ở quán thì cái nước đây nó đặc hơn. Mình đầy lên đùa đó xem mong mong xin cho mặt đều. Con ăn thử đây, ăn được không? Cái này ba làm chín cho con nè. Ngon không? Đúng. Vậy là bỏ cái này vô cho con nghe. Chịu không? Sao vậy? Chết thôi rồi. Không, cái này là không chơi được. Con ăn đi, cái không chín mày không ăn được. Chín rồi. Không chín. Cái này còn sống. Nó mới vừa hay thôi. Bi nó chín rồi. À chút một cái chín đây. Để cho nha. Dạ. Orange. Orange. Nói bà làm orange. Đừng có làm quá đi. Nói đàng hoàng. Ăn cũng thích ăn quýt mà uống cũng thích uống nước quýt nữa. Ăn quýt. Nước quýt. Ừ. Vậy mà cái da không đẹp. Uống toàn là uống vitamin C không mà da không có đẹp. Ô.
스톱. 엄마 아빠. 근데 엄마도 입에서 자면 넣고 아빠도 넣고 chị, 엄마 chị, 넣 chị, 엄마 chị. 엄마 아빠. 어. 엄마 아빠는 자면은 엄마 먼저 입으로 넣고 아빠 입으로 넣어서 이렇게 안 먹는 거예요. 시작. 아 빨리 하자. 아 나 같이 하자. 같이 하자요. 같이 하는 거예요. Trước khi nói là phải cắt mới chịu nghe, phải cắt xong rồi bắt đầu là bắt đầu lại. Ba với mẹ ăn mì tương đen mà con đi gọi đầu là chết. 엄마하고 해야지. 엄마 입. 미안 미안. 다 có thấy, mọi người thấy không? Tao anh rất là biết quay clip nha. Những cái câu nào á cảm thấy là không nên nói ở clip xong rồi bắt đầu là stop. Xong rồi bắt đầu lại. Này của Chê Quanh nãy cho mình thích ăn cái chưa chín. Mình cũng biết cách ăn bánh bộ nha. Appa. Mấy con rồi. Thơm đã xin ta. Ngon ha. Đúng á. Cái này là món gì đây? Mì tương đen. Mì tương đen. Mì tương đen ngon quá cô chú ơi. Ăn gì nó dễ ngáo nè, không lấy kim chi. Có kim chi ăn đỡ ngáo mọi người, kim chi củ cải. Kim chi 좀 먹었어. 아빠 엄마 아빠 엄마가 아빠 엄마 아빠 엄마 엄마가 아 김치 먹었어? 네 아빠 김치 먹었어. Cái này nó gọi là nghiệp quật nè. Kim chi gặp kim chi mua nè. Kim chi mua. Kim chi. Ơ. Ơ thì ghê quá mày ơi. Khoan để ăn chuối thầm. Hồi xưa mình mới qua Hàn mọi người. Qua Hàn giống như cái lúc đó là mình đi làm mà mình chưa có quốc tịch. Thì đi làm thì tất nhiên là phải gọi tên Việt Nam, mà tên Việt Nam là Kim Chi. Ai cũng gọi Kim Chi ơi, Kim Chi à, mà người ta hỏi tên thì mới đầu nói xong người ta ai cũng cười. Ta nói ủa sao phải một cái tên là qua Hàn đặt hay là đặt từ ở Việt Nam, tên cha sanh mẹ đẻ, mình nói là ở bên Việt Nam cái tên của mình nó là như vậy rồi thì người ta mới ngộ sốc mà. Kiểu giống như là ở Việt Nam mình mà tên bắp cải hay là này kia gì đó, hay là kim bắp gì cái kiểu như vậy. Rồi nhưng mà khi mình đi làm hướng dẫn thì anh trưởng đoàn mới nói là em lấy quốc tịch Hàn có tên Hàn rồi, nhưng mà em đi làm em đừng xài tên Hàn, em xài tên Việt Nam đi cho mọi người nhớ. Giống như đi quán ăn, khoan mà đi quán ăn á thì hướng dẫn là phải có tên trong quán ăn để hẹn giờ hay là hẹn này kia đó mọi người, thì nói là mình đừng xài tên Hàn, xài tên Việt Nam đi để cho mọi người mà nghe khoác là nhớ em liền không bao giờ quên. Kiểu như cái tên nó bị ấn tượng quá, tại người Hàn ai cũng ăn kim chi mà. Nhưng mà không biết là cái này là kim chi bắp cải hay là củ cải nữa. Cái gì con giờ nói thì mày nói xong rồi nè. Có công nhân bánh. Vì đó là trong giai đoạn ăn không được nói chuyện. Nhưng mà tại vì quay clip nên mẹ phải nói đi. Xin đây. Xin đây chúc anh em nói thì bây giờ em xin xin nha. Chúng ta chưa chơi bà ra mà anh kêu. Ừ. Mà. Mẹ. Mẹ ơi. Ơi. Đập bà gà.
이렇게 공짜야, 공짜. 공짜? 뭐야? 공짜. 돈 많은 거, 이름. 돈 많은 건 공짜니까 보자. 얼마? 아빠, 공짜. 모자. 부자. 돈 많은 사람? 대녀와 무짜 무짜 공짜 공짜 đúng là con trai miễn phí bị gọi nhìn mặt nhìn mặt này của chú ơi con mèo nè con mèo nè con mèo lem luốc công cha là miễn phí đi còn mà mu짜 thì mới là người có tiền nói ba là người có tiền nhưng mà dùng cái câu là công cha là miễn phí mọi người trời nói lộn xộn không biết cười là làm tới có tập cười là làm tới ăn đàng hoàng không không phải giỡn một bữa nay ăn cơm giỡn quá trời luôn đó nghe chứ mỗi ngày ăn cơm nghiêm túc là bữa nay ăn giỡn quá trời rồi bỏ đũa xuống chào cô chú đi rồi đi ăn tiếp ôi hai thấy ghê quá đừng xin chào tạm biệt mọi người và bye tiếp theo. Rồi hôm nay mình qua đến đây thôi mọi người ơi, nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye.